Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Do Thái Giáo Và nội dung này là cái lịch sử hình thành Do Thái Giáo Cũng như là cái sự đọ đầy của dân tộc Do Thái Thì Do Thái Giáo nó chính thức được hình thành là nhờ cái ông tên là Moses À, bởi vì trước đó thì chưa thể gọi là một tôn giáo mà trước đó chỉ là tín ngưỡng thôi Đã. như vậy thì à, khi nào mới được gọi là một tôn giáo thì để được gọi là một tôn giáo thì phải có một à, giáo chủ tức là trước đó nó phải có cái niềm tin có cái tín ngưỡng rồi sau đó mới có một vị giáo chủ rồi có giáo chủ xong rồi là phải có một cái hệ thống tín điều đã hệ thống lễ nghi một hệ thống tín điều rồi có một cái hệ thống nhân sự chặt chẽ bao gồm là người tu hành à, và tín đồ thì có đầy đủ cái yếu tố như vậy mới được gọi là một tôn giáo thì Kể từ cái thời của Moses Thì dấu chủ chính là Thượng Đế Jehovah Rồi hệ thống tín điều đó là 10 điều răng Do Moses đặt ra Nhưng mà ông ta không nói rằng đó là do ông ta đặt ra Ông ta nói rằng đó là 10 điều răng của Thượng Đế Jehovah đó. Và ông công bố 10 điều răng này ở trên cái núi Sinai À, thứ ba đó là có cái tổ chức nhân sự rất là chặt chẽ thì gồm có là hệ thống tư tế nghi thức thờ phụng à, cũng như là những cái tín đồ à, họ à, thờ phụng tại cái ngôi đền jerusalem à, như vậy à, qua ba cái đặc điểm này thì à, do thái giáo chính thức được hình thành à, à, là nhờ cái công lớn nhất là của ông moses vậy thì ông moses này là một người rất là giỏi rất là nguyên bác đã dựa theo những cái bậc tiền nhân trước đó mà ông ta đã xây dựng hoàn chỉnh ra do thái giáo moses đã dẫn dắt dân do thái trải qua những cái cuộc thanh tẩy đạo đức thao luyện một cách nghiệt ngã trong suốt 40 năm ở trong sa mạc cho đến khi một thế hệ mới trưởng thành và có đủ bản lĩnh để chinh phục miền đất hứa. Có nghĩa rằng là trước khi người Do Thái trở về miền đất hứa thì tại miền đất hứa cũng đã có con người sinh sống. Như vậy người Do Thái trở về thì phải chiến đấu với những người gọi là bản xứ ở đó, tức là người ta đã từng sống ở đó lâu rồi. Đã, thì cuối cùng là à, người Do Thái họ chiến thắng đó và họ cùng sống chung sống hòa hợp với những cái người à, mà đã sinh sống trước đó ở cái miền đất hứa là họ sống hòa hợp với nhau thì sở dĩ mà người do thái họ có thể chiến thắng được là tại vì nhờ tôn giáo nhờ do thái giáo tức là mọi người do thái người ta đồng lòng hướng về đã, là đấng thượng đế Jehovah. Họ có cái tín điều rất là chặt chẽ để mà họ noi theo đó mà họ thực hành. Họ làm theo đó là 10 cái điều răn của Moses hoặc là 10 điều răn của thượng đế Jehovah. Rồi họ có những cái hệ thống những cái người tư tế, những cái người giỏi giang, những cái bậc thầy, những cái người thông minh, những người được chọn là Sức à, sắc trong những người thông minh à, Tức là những người à, Ta gọi là những rapi Những người giỏi Rồi đó à, là có những cái tín đồ à, Mà Coi như trung thành tuyệt đối à, Hướng tuyệt đối về à, Đấng Jehovah Cho nên họ đoàn kết như vậy Thì họ có sức mạnh Như vậy thì ngay từ đầu thành lập do Thái giáo Đó à, thì do thái giáo rõ ràng được thành lập là vì mục đích chính trị rõ ràng là vì mục đích chính trị chính ông moses một tay ổng đã lập nên do thái giáo và hoàn toàn vì mục đích chính trị à, dẫn dắt dân do thái à, trở về miền đất hứa xây dựng một cái cuộc sống muốn xây dựng được cuộc sống thì họ phải đoàn kết họ phải có sức mạnh để mà có thể chiến đấu được với lại dân địa phương đó và chiến thắng thì cũng phải là truyền đạo cho họ thuyết phục phục họ để mà họ theo cái do thái giáo luôn như vậy rõ ràng là do thái giáo đúng không được hình thành là do chính trị mục đích chính trị tôn giáo được hình thành là vì mục đích chính trị thì à, đức phật cầu đàm phật đà là người đã à, tìm ra cái con đường giác ngộ ta gọi là đạo Phật. Con đường tức là đạo. Giác ngộ có nghĩa là Phật. Tức là Đức Phật đã tìm ra cái con đường giác ngộ. Tìm ra đạo Phật. Thì để lý giải những cái à, hiện tượng mà lúc đó người ta chưa có giải thích được một cách rõ ràng thì Đức Phật tìm ra cái con đường giác ngộ. À, để mà lý giải mọi sự à, đạo lý nhân sinh vũ trụ lý giải cho nó rõ ràng à, giúp những cái người ở những cái à, nhiều cái giai cấp khác nhau trong cái xã hội ấn độ lúc đó họ có thể bình đẳng với nhau bớt đi những cái tổn thương những cái sự à, bị áp bức bị bóc lột bị chà đạp bị sỉ nhục mọi chúng sinh đều bình đẳng Tại vì cái xã hội Ấn Độ lúc đó nó phân hóa giai cấp rất là kinh khủng khiếp. Thì lúc đó đã có cái đạo Bà La là Môn làm cái đạo vô cùng kinh khủng. Tức là người nào mà ở cái giai cấp ti tiện hàng hạ thì suốt cuộc đời vĩnh viễn họ sẽ là phải là ti tiện hàng hạ. Con cháu của họ đời đời kiếp kiếp ti tiện hàng hạ. Người ở cái giai cấp ti tiện đó Mà vì một cái lý do gì đó mà lỡ vô tình Mà chạm vào tay của Cái người ở cái giai cấp trên Thì là họ Cái người ti tiện đó sẽ bị đuổi ra khỏi cái ngôi làng Đuổi khỏi làng Còn cái người giai cấp trên là về nhà phải tắm rửa Gội Trà rửa Sát khuẩn bởi vì họ nghĩ rằng cái người giai cấp ti tiện là rất là ô uế và kể cả cái bóng Của cái người ti tiện đó Mà lướt ngang cái bàn chân Còn cái giai cấp trên thôi Là về người kia cũng phải đi rửa chân Cái bóng thôi đó Cái bóng, bóng mà giờ ánh Ánh nắng mặt trời nó rọi nó Tạo ra cái bóng đó. Và người ở giai cấp ti tiện là đi đâu là phải cầm theo cái chén và gõ để cho những người mà giai cấp trên người ta biết rằng là có một cái thằng bần cùng một cái thằng hèn hạ một cái thằng ti tiện một cái thằng mạt hạng nó đang đi gần gần đó. Và hãy cẩn thận coi chừng là cái thằng ti tiện đó nó, nó chạm vô người quá khủng khiếp nếu như mà một người ở giai cấp ti tiện mà cố tình chạm vào cái người ở giai cấp trên giai cấp quý tộc thì người ở giai cấp ti tiện nó sẽ bị lôi ra chặt cánh tay liền Tức khắc Chặt cánh tay Cái tội cố tình Còn nếu mà vô tình Thì họ sẽ chỉ bị đuổi ra khỏi ngôi làng mà thôi Đó Thì Đức Phật nhìn thấy Con người ta Sinh ra Nó quá khủng khiếp đi Đấy không bị đỏ đầy sinh ra đã khổ rồi vừa đẻ ra là đã thấy khổ tới rồi giống như những con người đang sống ở thiên đường xạo hết chỗ nói một đứa trẻ sinh ra nó đã gánh hơn 100 triệu hôi chết mẹ tại nợ công nhưng mà đương nhiên băng đảng cướp sản nó chỉ công bố là 50 triệu hôi chết mẹ tại nợ công thôi cái đó là con số nó công bố Năm trước nó công bố là có 35 triệu Thôi chích mẹ tệ Nhưng mà năm nay thì nó lại công bố lên tới 50 triệu Thôi chích mẹ tệ nợ công rồi Mới có một năm thôi mà nó công bố tăng lên Coi như 1,5 lần Quá khủng khiếp Nhưng mà đó là con số nó công bố thôi Còn con số thực tế Nó có thể là 100 triệu hôi chết mẹ tại hoặc thậm chí là 300 triệu, hôi chết mẹ tại nợ công. Đó, con số thực tế là như vậy. Đó. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái chuyện đó thì Đức Phật mới nói rằng là sinh khổ. Tức là mày sinh ra là đã thấy tao thấy mày khổ quá rồi đó. Mày sinh ra ở cái thiên đường xạo hết chỗ nói là tao thấy mày khổ như một con chó rồi đó thà mình sinh ra ở một cái đất nước tự do nào đó Nó không có nợ công Thì lúc đó gọi là sinh sướng Còn sinh ra ở một cái đất nước Mà rơi vô một cái giai cấp thi tiện Thì coi như là nó không còn là một con người nữa Không được đối xử là một con người Mà giống như là nó còn tệ hơn súc vật Cho nên nó có cái từ là sinh khổ đương nhiên chúng ta hiểu rằng là bệnh khổ là đúng rồi già khổ là đúng rồi chết khổ là đúng rồi nhưng mà tại sao có sinh khổ là tại vì cái xã hội ấn độ lúc đó nó quá kinh khủng khiếp đối với những người ở cái, ở cái giai cấp ti tiện đức phật thấy sư thương xót họ cho nên đức phật mới là tìm ra một cái con đường để cho họ thoát khổ gọi là giải thoát cho họ đó. thấy họ khổ quá giải thoát cho họ thì Đức Phật mới tuyên bố là mọi chúng sinh đều bình đẳng. Mọi chúng sinh đều bình đẳng. Tức là Đức Phật đã giải phóng những người ở giai cấp ti tiện. Người giai cấp ti tiện và người giai cấp quý tộc là bình đẳng với nhau. Đó như vậy cũng may là đức phật là coi như hoàng thái tử con trưởng có con trưởng của vua mà được chỉ định là sẽ làm vua tại không chịu làm vua là bỏ đi tìm tìm đạo thôi chứ lẽ ra là được làm vua và mặc dù đi tu nhưng mà vua cha cử rất là nhiều người để mà âm thầm lén lút là bảo vệ âm thầm thôi, âm thầm lén lút bảo vệ. Mà kể cả là nếu như vua cha không âm thầm lén lút bảo vệ thì người ta cũng không dám ám toán Đức Phật. Bởi vì đó là cái con trưởng của vua. Kẻ nào mà dám ám toán Đức Phật là cái kẻ đó là coi chừng là khổ khổ khốn nạn liền. Cho nên là cái điều mà Đức Phật nói là nó đang chống lại cái đạo Bà La Môn đang chống lại cái giai cấp quý tộc của Ấn Độ lúc đó. Và cái giai cấp quý tộc nó ghét cay ghét đắng Đức Phật. Tại vì dám phát ngôn một cái câu mà đang chống lại cái tôn giáo Bà La Môn. Mà tôn giáo Bà La Môn là gì? Là do giai cấp quý tộc người ta sáng tạo ra cái tôn giáo đó. Giai cấp quý tộc người ta sáng tạo ra cái tôn giáo Bà La Môn để chi? để nhằm mục tiêu là dễ dàng cai trị ở cái đất nước ấn độ đó. dễ dàng cai trị phải sáng tạo ra một cái tôn giáo và ứng dụng tôn giáo đó để cho những cái người mà họ người tín đồ đó họ theo và họ răm rắp răm rắp nghe theo không cần hỏi không cần thắc mắc không cần phản biện đó. riết rồi là nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày nhiều đời nhiều thế hệ Ông bà họ cũng chẳng có thắc mắc tại sao Rồi dẫn đến cha mẹ họ cũng chẳng bao giờ thắc mắc tại sao Và họ cũng coi như đó mặc nhiên nó là như vậy Mặc nhiên là phải làm như vậy Mặc nhiên là phải quỳ lại như vậy Mặc nhiên là phải cầu nguyện như vậy Không có thắc mắc gì cả Như vậy bà Lam Môn Được cái giới quý tộc Tức là giai cấp thống trị Họ sáng tạo ra nhằm mục tiêu ổn định trật tự xã hội nhằm mục tiêu mày là giai cấp ti tiện thì mãi mãi đời đời kiếp kiếp mày là giai cấp ti tiện đừng bao giờ có tư tưởng chống đối đừng bao giờ có cái tư tưởng mà gọi là cách mạng hoặc là bất bạo động đó tức là đừng bao giờ mà cách mạng bạo lực đó không hoặc là kể cả là bất bạo động bất tương dân sự phải chấp nhận thì đức phật là cái người mà đưa ra cái con đường để mà giải thoát cho họ Thế thì Đức Phật là có nguy cơ bị ám sát cao nhất Mà sở dĩ họ không dám ám sát là tại vì con của ông vua Chứ cái người bình thường Mà dám cả gan nói Là mọi chúng sinh bình đẳng là bị ám toán ngay tức khắc liền Chứ ở đó mà đi truyền đạo 49 năm Không có chuyện đó Đức Phật đã tìm ra cái đạo Phật Tức là tìm ra con đường giác ngộ rồi sau này người ta mới lợi dụng cái đạo phật tức là những kẻ cai trị Đã, những kẻ thống trị những kẻ cai trị đất nước đó nó lợi dụng đạo phật để nó chế biến ra tôn giáo gọi là phật giáo nó dùng cái phật giáo để mà nó làm cái công cụ để mà cai trị lâu dài chứ thật sự ban đầu Đức Phật không hề lập ra Phật giáo. Đức Phật chỉ tìm ra Đức Phật không nói là Đức Phật sáng tạo ra con đường giác ngộ. Mà Đức Phật khẳng định rằng là con đường giác ngộ nó có từ lâu rồi. Tại vì do con người vô minh tức là ngu đó. Tại vì con người ngu cho nên không biết. Thì Đức Phật là nghi ngẫm, suy tư, suy nghĩ, suy niệm, trăn trở, ấp ủ thì cuối cùng Đức Phật mới ngộ ra Phát hiện ra Gọi là giác ngộ Bừng tỉnh Đó Tìm ra được một cái phương pháp Để mà giải thoát cho chúng sinh Giải thoát cho những người Đang bị khổ Thầy Đức Phật không tự nhận Đức Phật là giáo chủ Đức Phật không Đặt ra những cái tính điều mà bắt người ta phải răm rắp răm rắp tuân theo mà không được thắc mắc. Đó. Bởi vì là Đức Phật muốn rằng là mọi người phải tự mà giác ngộ, phải hiểu, phải giác ngộ chứ không phải là đi tin răm rắp. Đó, cái việc mà đi tin răm rắp là nó đó là cái âm mưu của nhà cầm quyền âm mưu của những cái giới quý tộc nó bày ra cái bà la môn để nó cai trị quần chúng nhân dân và bắt người ta không có được thắc mắc bắt người ta không có được nghi ngờ thì đức phật cho phép nghi ngờ cho phép phản biện cho phép đặt câu hỏi mọi chúng sinh bình đẳng cứ đặt câu hỏi à vậy đức phật không sáng tạo ra phật giáo đức phật chỉ tìm ra con đường giác ngộ thôi rồi những kẻ cai trị ở ấn độ lúc đó họ thấy đây là một cái nhóm người có nguy hiểm đến cộng đồng tức là nguy hiểm đến cái tôn giáo của họ ảnh hưởng đến cái sự cai trị của họ thì bắt đầu họ đuổi giết và đạo phật phải bỏ chạy những người theo đạo phật phải bỏ chạy bỏ trốn ai biểu là gì cổ xí cho cái tinh thần tự do cổ xí cho cái tinh thần mỗi chúng sinh bình đẳng hả đó là giới quý tộc họ đuổi giết liền cho nên những người theo đạo phật phải bỏ chạy bỏ chạy ra tán loạn ra nhiều nước và cũng bắt đầu truyền cái đạo phật đó càng ngày càng có nhiều đông người theo tại vì đó là gì đó là một cái hệ thống triết học quá hay À, giải thoát con người ra khỏi cái khổ Hệ thống triết học này hay quá Kêu gọi mọi chúng sinh bình đẳng Đâu tuyệt vời Một hệ thống triết học quá tuyệt vời Nhiều người theo quá Nhà cầm quyền các nước Cảm thấy quảng sợ Đúng không Tự nhiên bây giờ nó đòi Nó có tự do Trời ơi, Nó đòi nó bình đẳng với ông vua Nó đòi nó là bầu cử Tại vì nó bình đẳng với ông vua thì tại sao mày làm vua còn tao không được làm vua? Tao với mày bình đẳng mà, mỗi chúng sinh bình đẳng mà. Mà tại sao mày làm vua còn tao không được làm vua? Như vậy bây giờ là xỉn sầm đúng không? Xỉn sầm đi. Đó. Hoặc là tay trắng tay đen mày muốn làm vua không? Xỉn sầm, tù xì đúng không? Hoặc là tay trắng tay đen đi. Nhiều ra ít bị. Đúng không? Hoặc là bốc thăm ngẫu hứng ngẫu nhiên bầu cử đi. À, có nhiều hình thức tự nhiên bây giờ nó đòi hỏi quá. Thứ đâu nha Cầm quyền mới làm cái gì Nhà cầm quyền mới Biến Đức Phật thành ông giáo chủ Rồi biến Những cái điều mà Đức Phật dạy Chế biến thêm thắt Thành những cái rập khuôn Thành những cái điều răng đe Giới lực Bắt người ta phải làm theo Đó. Đây là những cái lực Dành cho nam nè Đây là những cái lực khắc khe là dành cho nữ nè cái đó là cái nhà cầm quyền họ chế ra Trong Đức Phật không hề Chủ trương như vậy là Nhà cầm quyền đó Đưa Đức Phật thành Là như giáo chủ nha Chế ra những cái tính điều Bắt người ta tuân thủ răm rắp Và phong cho những cái người Mà gọi là Nhà cầm quyền họ có thể Lợi dụng được Thành những cái gì? Thành những cái chức vụ đó ví dụ như là cái gì như đại đức thượng tọa hả thượng tọa tức là gì tức là ngồi trên phải không còn đại đức là gì là đức bự đó phong cho những cái cái người mà gọi là mà nhà cầm quyền họ có thể sai khiến được thỏa hiệp được mày là đức bự phải không còn mày á, là ngồi trên đó còn mày á, là trưởng lão thí dụ tầm lâm là la hết để làm gì đưa ra những cái cấp bậc để ra những cái cái gọi là tín đồ á họ bắt đầu tùy theo cái cấp bậc mà họ tin theo răm rắp răm rắp họ quỳ lại xì sập rồi như vậy là có giáo chủ có hệ thống tính điều có những cái người lãnh đạo đã, tức là những người mà gọi là có chức vụ đã, rồi có những cái hệ thống những cái người đã, gọi là Cùng tính tính đồ đó thì nó sẽ thành ra cái gọi là Phật giáo Tức là nhà cầm quyền họ chế biến ra Phật giáo Để dùng Phật giáo là một cái công cụ để mà cai trị Lợi dụng Phật giáo để dùng đó làm công cụ cai trị Như vậy thì Phật giáo nó ra đời là do nhà cầm quyền Họ chế ra Chứ còn Đức Phật chỉ chủ trương là Đạo Phật Tức là con đường giác ngộ thôi Không có ai là giáo chủ cả Mọi chúng sinh bình đẳng Anh nếu mà anh chịu khó anh nghiên cứu anh thiền định anh suy nghĩ đó, thì anh cũng sẽ giác ngộ và nếu anh giác ngộ rồi thì anh cũng như tôi chứ tôi không phải giáo chủ anh cũng như tôi anh với tôi bình đẳng tôi là cái người giác ngộ trước tức là gọi là ta là phật đã thành còn chúng sinh là phật sẽ thành đúng không đức phật nói câu đó rõ ràng tức là tôi giác ngộ trước nếu anh chịu suy nghĩ anh cũng sẽ giác ngộ như tôi tôi với anh bình đẳng tôi không phải giáo chủ như vậy đức phật không hề tạo ra phật giáo phật giáo là do nhà cầm quyền họ chế ra nhằm cái mục đích chính trị tôn giáo là do nhà cầm quyền họ chế ra nhằm mục đích chính trị nha các bạn thì do thái giáo cũng vậy chúng ta quay lại vấn đề do thái giáo Ông Moses ổng tạo ra do Thái giáo là nhà mục đích chính trị và bắt đầu là sao? Ổng ở cái sa mạc đó bốn một chục năm. Tại sao ổng phải ở đó tới bốn chục năm? Để chi? Để ổng chắc cứu rằng là đã mọi người đã tin vào tin tuyệt đối luôn vào thượng đế Jehovah tức là tin là có giáo chủ mọi người đã tin tuyệt đối vào những cái điều răng đó là có tính điều đó không và trong bốn chục năm đó thì ông Moses này ổng viết ra gọi là kinh Tora đó trong bốn chục năm đó ông viết ra kinh Tora để cho những người do thái này bắt đầu là học mà đương nhiên kinh Tora của ông Moses này là hay lắm nha ông ông Moses này là giỏi lắm à thì Người Do Thái họ học Họ tin vào Có giáo chủ rồi nè Có hệ thống tính điều Có đi những cái điều răng nè Của Moses nè Rồi có kinh tô ra để mà họ coi nữa nè Để họ làm theo nè Rồi những cái người giỏi Thì gọi là rabbi Đó Rồi có những tín đồ thì họ rất là Coi trọng, rất là tôn trọng rabbi Như vậy là đã hình thành một cái tôn giáo Vậy thì bắt đầu thực hiện cái mục tiêu tiếp theo đó là gì? Đó là trở về cái miền đất hứa. Thì sau 40 năm là ông Moses này ông thấy chắc cứu rồi, ngon, thành công rồi, ngon lành rồi. Bây giờ là do Thái giáo là trở về miền đất hứa là vô tư. Thế lúc đó là mới đi vào miền đất hứa. Chứ còn tại sao là trước đó không đi vào băng qua sa mạc. Mà băng qua sa mạc mà băng gì mà tới 40 năm mới băng qua được cái sa mạc. Đúng không? Băng gì mà tới, tới ghê vậy Tới 40 năm mới băng hết cái sa mạc thôi Là tại vì sao? Không vội vàng à, Không vội vàng Phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng Mới bắt đầu là sức quân à. Rồi Moses Là một lãnh tụ tôn giáo Thấy chưa? Một lãnh tụ tôn giáo là do Thái giáo đấy Là người công bố ra lực pháp Kinh khủng cho à, Ông này giỏi, kinh khủng giỏi là nhà tiên tri của à, Do Thái giáo, tức là ông là gì? Ông là vừa nhà tiên tri nha, vừa là một lãnh tụ tôn giáo đầu tiên của Do Thái giáo luôn. Ông là đầu tiên mà. Là do Thái giáo là do ông Moses này ông lập đó, là người công bố ra cái luật pháp đầu tiên của Do Thái giáo luôn. Đó à, ông là người viết ra Kinh Tô Ra thì Kinh Tô Ra là cái gì? Là năm cái cuốn sách đầu tiên trong cái kinh thánh Hebrew. Đã, kinh thánh Hebrew nó có nhiều sách, thì trong đó là năm cái cuốn sách đầu tiên là kinh Torah do cái ông Moses này ông soạn ra các bạn thấy ông Moses ông giỏi kinh khủng giỏi chưa ông muốn cho dân tộc do thái có một cái tương lai thì ông lập ra cái do thái giáo các bạn thấy đọc chiêu chưa Đó, nhằm mục tiêu chính trị đàng hoàng rất rõ ràng Còn Đức Phật là cái gì? Đức Phật là chỉ cho người ta thấy cái con đường giác ngộ Mọi người tự tự giác ngộ chứ đức phật không có tham vọng lập ra phật giáo chính vì vậy sao chính vì vậy là đạo phật mới bị đánh đuổi chạy gần chết luôn <laughs> bị nhà công quyền đánh đuổi đánh bỏ chạy gần chết luôn sắc bắt sang bang luôn chứ nếu mà đức phật lập ra phật giáo đức phật tự sơn tôi là giáo chủ à mọi người phải nghe rắm rắp nha đó mà cộng thêm cái tài năng thuyết giảng của đức phật nữa đó thì có phải chăng rằng là cái Phật cái, cái Phật giáo đó là Mà dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Là sẽ mạnh dữ lắm Và lật đổ nhà cầm quyền Là chuyện bình thường Thậm chí có thể là đi Lớn sang để mà truyền đạo Các nước khác là chuyện bình thường Nhưng mà Đức Phật không làm vậy à, Đức Phật chỉ là Muốn tìm thấy cái con đường giác ngộ Cho mỗi cá nhân thôi Cho mỗi cá nhân chứ không phải cho chung Cá nhân thôi ai ai làm theo là người đó giác ngộ đó chứ đức phật không có ý định là thống nhất họ lại còn bây giờ thống nhất những cái gọi là tín đồ phật giáo lại là tại vì là nhà cầm quyền lúc đó họ làm như vậy thí dụ như đi qua cái đất nước gọi là trung cẩu thì cái nhà cầm quyền trung cẩu đó bắt đầu nó nó chế biến xào nấu đó để làm ra cái phật giáo rồi các Phật giáo đi qua nước nào thì bây giờ nếu mà họ mạnh 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 đông đông đó, thì nhà cầm quyền họ bắt họ, họ bu vô. Đó. Có những cái tôn giáo là nhà cầm quyền ở cái nước sở tại họ. Họ vô họ lũng đoạn không được. Thì họ tìm cách họ phá hoại, đánh giết. Còn nếu như mà họ lũng đoạn được thì họ cần gì phải phá hoại. Họ lợi dụng để họ họ cai trị quần chúng. Họ lợi dụng để họ kiếm ăn. Đã, ví dụ như ở cái thiên đường xạo hết chỗ nói Đất nước hình con lại Thì nó lợi dụng cái gì Nó lợi dụng Cái vụ mà cúng dông giải dông giải hạn đấy Tức là nó lợi dụng Phật giáo Bài ra cái vụ cúng dông giải hạn Để mà môi tiền như từ những con nhan Đó nhà cầm quyền họ lợi dụng Phật giáo Thực ra ý ý định của nhà cầm quyền là nó lợi dụng hết tất cả các tôn giáo bây giờ anh theo tín ngưỡng gì cũng được anh tôn giáo nào cũng được hết á họ lợi dụng để làm sao họ kiếm chát từ khi lợi dụng không được cái tôn giáo đó tổ chức chặt chẽ quá tổ chức quá chặt chẽ mà anh chống đối với cái nhà cầm quyền có chớ nhiều lắm nhiều tôn giáo tổ chức rất là chặt chẽ và lại đi chống đối với nhà cầm quyền thì cái nhà cầm quyền nó khó lũng đoạn nó tức lắm tối ngày nó đi tìm cách phá hoại à nó bôi xấu bôi nhọ ra chúng ta hiểu tôn giáo ngay từ đầu thành lập là đã vì mục đích chính trị rồi. Nếu như cái mục đích của cái người lãnh đạo đó mà vì tốt cho dân, tốt cho đất nước, tốt cho dân tộc thì ta gọi đó là chính trị. Chính nghĩa. Còn nếu như mà cái người lãnh đạo đó chỉ nhằm cái mục tiêu là cai trị người ta cho người ta ngu dốt để mà dơ dét cái túi tham cho mình. Thì coi như là họ đang lợi dụng tôn giáo để thực hiện cái mục đích tà trị. Nghĩa là ngay từ đầu thành lập thường là vì mục đích chính trị, người ta mới theo. Tức là nếu là vì mục đích tà trị thì người ta ít theo lắm, thường vì mục đích chính trị người ta mới theo. Rồi sau đó có những cái thằng nó nó lưu manh. Đó. Nó lưu manh mà nó được thừa kế cái việc lãnh đạo đó đó thì bắt đầu nó thực hiện cái hành vi tà trị của nó đó rồi trong khoảng thời gian 40 năm trong cái sa mạc thì Moses đã soạn ra cái à, kinh Tora này còn gọi là ngũ thư kinh thánh hay là ngũ kinh Moses như vậy Moses là một thiên tài về quân sự và ông cũng là một cái vị anh hùng dân tộc của người Do Thái